xét xử đại án đăng kiểm, 254 bị cáo hầu tòa. Vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok có thể có nghi can thứ hai. Tà đạo Thiên Triều Nam Quốc ở Bình Thuận cần ngăn chặn ngay. Tòa án quân sự Trung ương giảm án cho ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Thu Hà, rất vui được gặp lại quý vị. Và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. 255 bị cáo bị đưa ra xét xử về tổng cộng 11 tội danh, gồm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản. Tại phần làm thủ tục, hội đồng xét xử cho biết sẽ xét hỏi thẩm tra đối với từng nhóm tội danh, nhóm hành vi. Khi đến lịch thẩm tra, xét hỏi đối với các nhóm các bị cáo nào thì sẽ được trích xuất dẫn giải đến tòa để thẩm vấn trực tiếp. Các bị cáo thuộc nhóm còn lại sẽ được theo dõi phiên xử qua đường truyền tại trại giam T30, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 254 bị cáo, hai bị cáo là cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình cùng 101 đồng phạm bị xét xử về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt lên đến tử hình. Vụ án có tổng cộng 133 bị cáo đang bị tạm giam, 120 bị cáo tại ngoại và một bị cáo đang bị truy nã được đưa ra xét xử vắng mặt. Trong ngày đầu xét xử, theo báo cáo của thư ký, có 3 trên 254 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, gồm các bị cáo Trần Văn Thương, giám đốc công ty Lâm Hà Trúc, góp vốn tại trung tâm đăng kiểm 5015D, Nguyễn Phương Nam, đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm và Nguyễn Thị Ngọc Bích, lao động tự do. Bên cạnh đó cũng có một vài luật sư vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát cho biết các bị cáo vắng mặt có xác nhận của bệnh viện nên việc vắng mặt này là có lý do chính đáng. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã có lời khai rõ ràng và các bị cáo có luật sư bảo vệ nên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Đối với các luật sư vắng mặt do phiên xét xử kéo dài nên việc vắng mặt của các luật sư trong những ngày đầu không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, hội đồng xét xử đã thẩm vấn xong lý lịch của 210 bị cáo là cán bộ Cục Đăng kiểm, phòng kiểm định xe cơ giới, các công ty cải tạo phương tiện xe cơ giới, các đăng kiểm viên, nhân viên thuộc các trung tâm đăng kiểm khối V, khối tư nhân D tại các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Bến Tre. Theo cáo trạng, trong số các trung tâm đăng kiểm thuộc khối D tư nhân, bị cáo Trần Lập Nghĩa sở hữu nhiều trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh thành ở Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp. Bị cáo Nghĩa là người chỉ đạo điều hành toàn bộ ban giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên tại các trung tâm, là người hưởng lợi toàn bộ lợi nhuận từ các trung tâm và thụ hưởng toàn bộ số tiền do phạm tội mà có. Quá trình hoạt động, vì hưởng lợi, Nghĩa đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật. Bị cáo này bị truy tố xét xử về 3 tội: nhận hối lộ, giả mạo trong công tác và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Ngày mai, hội đồng xét xử tiếp tục thẩm tra lý lịch của 44 bị cáo còn lại và tiến hành thủ tục xét hỏi. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của chất độc trong vụ 6 người Việt tử vong tại khách sạn ở Bangkok, theo tờ Khaosop. Bộ pháp y của lực lượng cảnh sát cho biết họ phát hiện chất độc cyanua trong máu của cả 6 người. Ngoài ra, chịu các lớp vi tính không phát hiện dấu hiệu chấn thương. Vì vậy, cảnh sát tiếp tục điều tra theo giả thuyết rằng ngộ độc là nguyên nhân gây tử vong. Ngày 17 tháng 7, cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo đưa ra kết luận sơ bộ rằng bà Serin Chong, 56 tuổi, đã đầu độc 5 người còn lại rồi tự sát do mâu thuẫn tiền bạc. Mới đây, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn ông Phan Ngọc Vu, 35 tuổi, hướng dẫn viên người Việt trong nhóm khách trên và phát hiện tình tiết mới. Theo đó, ông Vu khai rằng có quen bà Nguyễn Thị Phương Lan, nằm trong số những người tử vong, và bà Lan đã nhờ ông mua giúp bà thuốc rắn, thuốc điều trị đau khớp với giá là 11.000 baht, khoảng 7,7 triệu đồng. Ông Vu sau đó đã nhờ một hướng dẫn viên khác có biệt danh là hướng dẫn viên Hổ mua giúp loại thuốc này. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm hướng dẫn viên thứ hai.
Theo cảnh sát, nếu bà Nguyễn Thị Phương Lan là người mua thuốc độc, thì bà sẽ là nghi phạm tiếp theo trong vụ án. Liên quan đến hiện tượng Thiên Triều Nam Quốc ở Bình Thuận, bà Trần Thị Minh Thu, trưởng phòng tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, đối chiếu theo Điều 18 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo về điều kiện để tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, có thể thấy nội dung hoạt động của nhóm Thiên Triều Nam Quốc thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của luật này về các hành vi bị nghiêm cấm. Điều luật quy định rất rõ các hành vi bị nghiêm cấm như ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo, xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bà Thu cũng cho biết, qua công tác quản lý nhà nước thì thấy nhiều hiện tượng đạo lạ, tà đạo mang mục đích cá nhân của những người sáng lập. Họ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo nhằm thu lợi cho bản thân và gia đình họ, lợi dụng niềm tin tâm linh của một bộ phận quần chúng để tuyên truyền, khuếch trương phát triển đạo. Giải quyết vấn đề này cần có nhận thức và chung tay của cả xã hội, trong đó cần nhấn mạnh giải pháp tuyên truyền cho nhân dân nhận thức rõ về chính sách pháp luật và đời sống tín ngưỡng tôn giáo để bà con nâng cao hiểu biết, qua đó hiểu và phát huy những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng tôn giáo. Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án phúc thẩm đối với Phan Quốc Việt, Chủ tịch Công ty Việt Á và 6 bị cáo khác trong vụ án diễn ra tại Học viện Quân y. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới xuất trình trong giai đoạn phúc thẩm, hội đồng xét xử quyết định chấp thuận kháng cáo của cả 7 bị cáo, giảm cho mỗi người 2-3 năm tù hoặc chuyển sang án treo. Cụ thể là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Phan Quốc Việt được giảm 3 năm tù từ 25 năm xuống còn 22 năm về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án kit test Việt Á diễn ra ở Bộ Y tế và các đơn vị khác, Việt bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên 29 năm tù. Tổng hợp hình phạt trong cả hai vụ án mà bị cáo Việt nhận là 30 năm tù. Số bị cáo còn lại đều được tòa giảm mỗi người 2 năm tù. Dựa theo phổ điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, xét về mức điểm trung bình của điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cho thấy thứ hạng của 63 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều bất ngờ so với năm 2023. Đáng chú ý, hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều không nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh bị giảm thứ hạng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi từ vị trí thứ 11 ở năm 2023 xuống đứng ở vị trí số 20 năm 2024. Lý giải về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên chiếm ưu thế so với tổ hợp khoa học xã hội với 60,85%. Trong khi, theo dữ liệu điểm thi Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, điểm các môn thành phần thuộc tổ hợp khoa học xã hội rất cao, lịch sử, địa lý với nhiều điểm 10. Trong khi đó, điểm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên năm nay các môn thấp hơn năm ngoái. Bên cạnh đó, phần lớn học sinh lớp 10 đã trúng tuyển sớm vào các trường đại học bằng nhiều hình thức khác nhau như xét tuyển học bạ và đánh giá năng lực. Do đó, việc các em tập trung vào thi tốt nghiệp ở tất cả các môn rất ít. Mặt khác, một bộ phận dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học cũng chỉ tập trung vào 2 trong 3 môn của bài thi tổ hợp, môn còn lại chỉ thi cho qua. Do đó, điểm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên của thành phố Hồ Chí Minh không cao, nhưng điểm xét tuyển các khối đại học truyền thống, không tính học sinh tự do, lại rất cao như khối A toán lý hóa, khối B toán hóa sinh, khối C văn sử địa và khối D văn toán tiếng Anh. Thời gian qua, lưu lượng xe trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây tăng nhanh. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, xe lưu thông trên cao tốc này đạt 11,68 triệu lượt, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2023. Song song đó là một số bất cập về hạ tầng khiến tuyến cao tốc trên thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ông Trần Thanh Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ số 4, Cục Đường bộ cho biết, qua kiểm tra thực địa, đơn vị nhận thấy nút giao An Phú đang thi công nên thường xảy ra ùn tắc từ nút giao kéo vào đến cao tốc. Các đại biểu dự họp đề xuất cấm xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc vào các ngày lễ, Tết, vào ngày thứ 6, thứ 7, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành. Vào ngày Chủ nhật, cấm hướng từ Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, cấm theo giờ. Đồng thời các bên thống nhất trước mắt phân luồng phương tiện theo hướng linh hoạt. Cụ thể khi có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, VECE có trách nhiệm thông báo trên bảng VMS lắp trên tuyến và các phương tiện truyền thông.
hướng dẫn và khuyến cáo các phương tiện không đi vào đường cao tốc, lựa chọn cung đường khác phù hợp. Ngoài ra, VECE phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an giao thông để trao đổi. Khi có ùn tắc trên tuyến, cần thông báo với các đơn vị liên quan, hướng dẫn phân luồng phương tiện từ xa. Về phương án lâu dài, lãnh đạo khu quản lý đường bộ số 4 cho biết, cần mở rộng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây để nhanh tiến độ các dự án đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bến Lức, Long Thành. Nhiều thập kỷ qua, nhiều hộ dân trên đường Mạc Vân, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh sống chật vật trong những ngôi nhà nhỏ hẹp, ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Dù chỉ dài 170m, nhưng đoạn đường này có tới hàng chục hộ dân mưu sinh bằng đủ nghề như bán tạp hóa, cắt tóc, bán thức ăn. Đoạn đường từ Bình Đông đến đường Tuy Lý Vương bị bóp nghẹt bởi hai dãy nhà san sát. Men theo lối đi là những mái hiên chắp vá tạm bợ, đường gồ ghề, nước đọng sau các đợt mưa dài. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân, quận 8. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2018 thành từ năm 2016 đến năm 2025 để phù hợp tiến độ thực hiện thực tế của dự án. Dự kiến công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng sẽ hoàn tất trong năm 2024. Để đến năm 2025, sẽ bước vào giai đoạn thi công, xây dựng hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng và quyết toán. Sáng nay ngày 18 tháng 7, giá vàng miếng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC bất ngờ tăng 3 triệu đồng sau 6 tuần liên tiếp đóng đinh ở mức là 76,98 triệu đồng một lượng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang được công ty SJC mua vào với giá là 78,5 triệu đồng một lượng. Tức là những ai đã mua vàng với giá là 76,98 triệu đồng một lượng trong những ngày gần đây và giờ muốn bán ra cũng kiếm lời 1,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tại các nhóm trao đổi mua bán vàng trên mạng xã hội, mức giá trao tay đối với vàng miếng SJC đã bật lên trên 80 triệu đồng ở chiều mua và trên 81 triệu đồng ở chiều bán. Trong khi đó, các loại vàng nhẫn 4 số 9 đang được công ty SJC niêm yết giá mua bán ở mức 76 đến 77,5 triệu đồng một lượng, tăng thêm 620.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua. Còn tại Mi Hồng, vàng nhẫn tròn trơn là giảm nhẹ 300.000 đồng ở chiều bán, nhưng không thay đổi giá mua vào. Nêu giá nhẫn 4 số 9 ở mức 76,2 đến 77,2 triệu đồng một lượng. Như vậy, với việc điều chỉnh tăng giá của vàng miếng SJC quá mạnh so với biên độ tăng của vàng nhẫn 4 số 9, đã khiến vàng miếng thương hiệu quốc gia trở nên đắt hơn vàng nhẫn, thay vì thấp hơn như mấy phiên gần đây. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông để theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!